ngày 12 tháng 8, nguồn tin của phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng cho biết, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại km 111+600 quốc lộ 29, thôn Đắc Phú, xã Cư Bê Rao, huyện Mờ Rắc, tỉnh Đắk Lắk làm một người chết, một người bị thương. Theo công an huyện Mờ Rắc, sự việc xảy ra lúc 15 giờ ngày 11 tháng 8. Xe mô tô do anh L, sinh năm 2008, thường trú Buôn Bưng A, xã Y Lâm, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên điều khiển, đi theo hướng từ Đắk Lắk Phú Yên. Khi đi đến đoạn đường trên đã xảy ra va chạm với xe mô tô do T, sinh năm 2006, thường trú Buôn Thứ, xã Y Ba, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên điều khiển. Vụ việc khiến L chết trên đường đi cấp cứu, T bị thương và đang điều trị tại trung tâm y tế huyện Sông Hinh. Theo công an huyện Mờ Rắc, sau khi xảy ra vụ tai nạn, người nhà nạn nhân không thông báo cho cơ quan chức năng. Tuy nhiên, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường cùng các đội nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi theo quy định của pháp luật. Những hình ảnh do người dân ghi lại cho thấy, thời điểm xảy ra tai nạn có rất đông thanh niên, học sinh tụ tập và chạy xe máy với tốc độ cao tại khu vực đập thủy điện Ca Rông Hờ Năng, tiếp giáp với xã Y Ly, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên. Một lãnh đạo xã Y Ly, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên thông tin, trong thời gian gần đây, có khá nhiều học sinh, chủ yếu là người dân tộc Ê Đê ở xã Y Ly và các xã lân cận như Y Bá, Y Lâm, tụ tập đến khu vực này đua xe. Chính quyền địa phương nhiều lần tuyên truyền vận động người dân, học sinh, nhưng khu vực tụ tập thuộc địa phận hành chính của xã Cư Bê Rao, huyện Mờ Rắc, tỉnh Đắk Lắk, nên khó xử lý.